Xin chào, tôi tên là Ngân Hà, hiện là huấn luyện viên và là đồng chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Đông Đô 3, nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chào mừng các bạn đến với khóa học mới của chúng tôi. Khóa học này với những bài tập có các động tác, tổ hợp động tác phức tạp hơn, nâng cao hơn sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt cho việc giảm cân, săn chắc các nhóm cơ và mang lại sự hào hứng cho từng buổi tập. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng tập nhé!